Sau 23 tháng xuất siêu liên tục, Việt Nam đã nhập siêu trở lại vào tháng 5 ở mức 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 32,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng tốc nhanh hơn, đến 29,9% so với cùng kỳ, ước đạt 33,81 tỷ đô la Mỹ. Kết quả Việt Nam lần đầu có tháng nhập siêu sau gần 2 năm. Lần gần nhất cán cân thương mại hàng hóa ghi nhận nhập siêu là tháng 5 năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu do nhập khẩu thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tăng mạnh là chỉ báo cho thấy sản xuất công nghiệp sẽ phục hồi tích cực hơn trong thời gian tới. Cùng với đó, tiêu thụ trong nước cũng khả quan hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng qua ước tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Khảo sát chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI Việt Nam do S&P Global công bố hôm 3 tháng 6 cũng ghi nhận sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 5. Trong đó, hoạt động mua sắm đầu vào tăng tháng thứ 2 liên tiếp.